Này làm thịt lợn Tết nha các bạn. Ai mà đừng nói chuyện rồi. Hấp hành nha các bạn. Mình chế nước vừa vừa thôi các bạn, là gạo hấp hành. Chế nước cho đẹp đẹp mày ơi. Này các bạn để nhiệt độ chừng 70 độ thôi các bạn. Chứ sôi quá cạo không ra đâu nha. Chưa đâu, thêm miếng nữa, thêm nữa các bác ơi. Dạ dày ha. Nay thịt con này ăn tết xong thịt con cứ vợ cho anh chủ bằng heo. Cái giai đoạn này loại vòng mổ nha mọi người. Thì heo cái thì nó phải lên miếng mỡ bụng để nó dự trữ, nó có con cái rồi các thứ nữa mà. Phèo nha các bạn. Đây. Đây. Lòng con lợn nó béo, cái lòng nó mới ngon nha các bạn. Phèo. Phèo chuẩn. Không con khỏi vỗ nè ông ngoại. Đây. Nè các bạn. Thịt ba chỉ nha các bạn, đỏ tươi ha.